tôi trước đây, tôi bây giờ. Dáng mũi hiện tại của mình thì nó hơi tẹt và không có sống mũi. Thì khi trong quá trình mình làm việc thì cũng có rất là nhiều đồng nghiệp nói vào nói ra về vấn đề về cái phần mũi của mình, nên là mình thấy là không có được tự tin. Mình cũng có tìm hiểu rất là nhiều cái cơ sở làm đẹp, nhưng mà sau khi mà lướt Facebook á, thì mình đã thấy được là Diva hiện nay đang rất là nhiều chi nhánh trên toàn quốc nè. Và cái lượt feedback của khách hàng sau khi làm đẹp tại Diva về rất là tốt luôn, cho nên là mình quyết định tìm đến Diva. Nâng mũi cấu trúc S-Line tại viện thẩm mỹ Diva được thực hiện theo một quy trình khép kín, đảm bảo yếu tố vô trùng, vô khuẩn, an toàn, nhanh chóng. Bên cạnh đó là đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành với tay nghề cao, mắt thẩm mỹ tốt, công nghệ hiện đại giúp khách hàng sở hữu dáng mũi mới đẹp chuẩn tự nhiên. Với diện mạo hiện tại của mình thì mình hoàn toàn tự tin để tư vấn cho khách hàng của mình rồi. Cảm ơn Diva nhiều nha.